Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán hoa rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lau rừng em là 0849490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày 30 tháng 5 năm 2022, thì tối nay bên cơ sở lan rừng em vẫn có rất là nhiều những cái mặt hàng kg đẹp và nhiều những cái dòng hàng lan thuần để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có xếp hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng, giá báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin hay số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở là gì em đang có nhé. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là dòng dáng hương đuôi sóc, hàng cây rất là to và đẹp như thế này. Hàng lá cực kỳ là căng tươi luôn nhé. Và hoa của đuôi sóc thì hoa rất là tím đậm và đẹp ạ. Em bán với giá chỉ có 120.000 trong 1 kg thôi. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan Hải Yến. Như cây Hải Yến hiện tại là đang mùa nụ mùa hoa đó. Nên là cũng là đang cái tầm ghép rất là đẹp của dòng lan dáng hương Hải Yến này ạ. Và dòng dáng hương Hải Yến thì em xin phép được bán với giá Hải Yến nhé. Em xin phép được bán với giá là 130.000 cho 1 kg dòng Hải Yến. Đấy, cây lá xếp rất là xinh. Và sang bên này đây thì em có cái dòng lan Quế Lan Hương. Cái dòng quế trắng tháng 8 thì coi là đệ nhất hương. Và đây là cái dòng lá lướt cô chú anh chị nhé. Nói là lá lướt thì tuy nhiên thì hoa của dòng lá lướt và dòng lá xếp thì không khác gì nhau đâu cô chú anh chị ạ. Chẳng qua cái cây lá lướt này thì cái lá nó sẽ nhỏ hơn một chút xíu thôi. Quế Lan Hương lá lướt em bán 300.000 cho 1 kg. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan Hoàng Thảo Vẩy Rồng. Hoàng Thảo Vẩy Rồng với những cái rề rất là vừa tầm đẹp và hàng đã cắt tỉa rất là nhiều những cái thân mà nó những cái giả hành mà không có lá ấy, cô chú anh chị. Nên là cô chú anh chị nhìn thấy những cái rề này thì đa số là rất là xanh lá và rất là tươi đẹp như thế này. Đấy, đảm bảo cô chú anh chị về ghép sẽ có những cái tác phẩm vẩy rồng rất là đẹp luôn ạ. Em bán Hoàng Thảo Vẩy Rồng với giá là 140.000 trong 1 kg nhé. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan Hoàng Nhạn tháng 4. Chị em song sinh với cả dòng lan Hoàng Nhạn tháng 8. Hương cũng như là sắc không kém cạnh gì dòng Hoàng Nhạn tháng 8 luôn. Và đây là những cái cây mà bên em đã tuyển chọn. Cái dòng Hoàng Nhạn tháng 4 này là dòng những cây bên em đã tuyển chọn rất là đẹp rồi. Cây là gọi là từ nhỡ cho đến cây lớn rồi. Chứ còn những cái cây hàng giống thì gần như là đã loại bỏ nhá. Em bán quế tím với giá Hoàng Nhạn với giá 650.000 trong 1 kg. Em sẽ bán từ 0,1 kg cô chú anh chị nhé. Và 0,1 thì nó sẽ rơi khoảng tầm 3 cho đến 6 cây cô chú anh chị ạ. 3 cho đến 6 cây tùy cái độ lớn nhỏ. Sang bên này đây sẽ là dòng lan kiếm Tiên Vũ của vùng rừng Tây Ninh. Một cái loại lan kiếm vùng rừng Tây Tiên Vũ, vùng rừng Tây Ninh, khi mà sổ hoa có thể sổ ra rất là nhiều những cái mặt bông đẹp. Và cô chú anh chị thấy là hàng này là những cái hàng đã tuyển chọn. Đều là những cái lá với thân lá côn lùn, láng bóng mướt rất là đẹp luôn. Em bán dòng kiếm Tiên Vũ này với giá là 100 kiếm Tiên Vũ này với giá chỉ có 110 trong 1 kg cô chú anh chị nhé. Đây là lô hàng đã tuyển chọn rất là đẹp mà giá cực kỳ là rẻ luôn như vậy ạ. Và bên này đây sẽ là cái lô Hoàng Thảo Xoắn hàng thanh lý. Bình thường thì cái giá của Hoàng Thảo Xoắn thì cô chú anh chị biết rồi là cái giá bình thường như là cái mùa đang chuẩn bị mùa nụ mùa hoa ấy, giá là gần đến 400.000 trong 1 kg. Còn cái hàng của ngày hôm nay thì nó đã nở hoa rồi và cây hiện tại đang bắt đầu là chuẩn bị lên cái mầm chồi mới hết sức là tuyệt vời luôn cô chú anh chị này. Đấy, bình thường thì em cũng bán 270, tuy nhiên thì cái hàng hôm nay thì nó có phần rụng lá, nó vừa nở hoa xong ấy nên là phần rụng lá, nhưng mà đảm bảo cái giống cực kỳ luôn mà cô chú anh chị mua sẽ rất là lợi cây. Cô chú anh chị nhìn thấy những mất mầm hiện tại đang bắt đầu lên rất là nhiều như thế này cô chú anh chị này đó. Nói chung là cây thì cực kỳ là khỏe là đẹp luôn cô chú anh chị nhé. Em bán với giá hôm nay chỉ có 230.000 cho 1 kg thôi ạ. Và sang bên này đây sẽ là những cái cây quế tím. Cái dòng quế tím cũng vừa qua mùa hoa xong cô chú anh chị ạ. Và hàng cắt tỉa rất là kỹ, sạch đẹp như thế này. Cái dòng lan quế tím, cây quế tím rất là đẹp như thế này. Và cái mặt bông của nó thì tím cực kỳ là đậm mà hoa rất là thơm nhé cô chú anh chị nhé. Cái dòng dáng hương quế tím này thì em xin phép được bán quế tím với giá chỉ có bao nhiêu ạ? 160.000 trong 1 kg thôi, em sẽ bán được 0,3 kg nhé. Bên này đây sẽ là dòng lan Hoàng Thảo đơn cam. Có lẽ cô chú anh chị ai là những người chơi lan đều muốn sở hữu cho mình, chinh phục cho mình những cái giò đơn cam với sắc hoa cam lửa rực rỡ. Lưỡi của đơn một cái mặt bông rất là độc đáo và đẹp luôn ạ. Hiện tại cây đang bắt đầu lên những cái mầm chồi như vậy này cô chú anh chị này. Thời điểm rất là đẹp để cô chú anh chị có thể trồng những cây đơn cam này nhé.
Hoàng Thảo đơn cam em bán với giá là 620.000 cho 1 kg nhé. Em sẽ bán từ 0,1 kg luôn ạ, tức là 62.000. Thì thoải mái cô chú anh chị có một cái lượng đơn cam kha khá để cô chú anh chị có thể ghép sưu tầm rồi đấy ạ. Bên này đây thì em có cái dòng là lan hoàng phi hạt ạ. Cái dòng hoàng phi hạt cô chú anh chị nhé, hoa thì rất là sắc nét và đẹp như thế này. Đó, hoa của nó cánh hoa rất là gọn ghẽ và cực kỳ là sắc đẹp như thế này. Rất là sắc luôn cô chú anh chị ạ. Và cái dòng lan hoàng phi hạt này thì dễ thuần dễ chăm mà cũng rất là bền hoa nữa ạ. Em bán hoàng phi hạt với giá chỉ có 140 cho 1 kg, hàng thì rất là đẹp. Sang bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo nghệ tâm hay còn có tên là thạch hộc duyên dáng, bởi vì hoa của nó thì đây, cái hoa của nó ở đây ạ. Nở thì rất là rực rỡ, thân thì bé nhỏ thôi nhưng mà khi mà cô chú anh chị lên được những giò thuần thì cũng rất là dễ thuần dễ chăm, chẳng qua là khi mà cô chú anh chị ghép ban đầu ấy thì sẽ cảm thấy là sẽ hơi là khó chịu cô chú anh chị ạ, bởi vì cái thân nó nhỏ ấy. Khi mà nở hoa thì rất là sai bông, cũng như là bông hoa không hề bé cô chú anh chị nhé. Đây là những tác phẩm nghệ tâm rất là đẹp như thế này. Đó, cô chú anh chị thấy ạ, rất là tuyệt vời luôn nhé. Và một phần nghệ tâm như thế này thì em xin phép được bán với giá là bao nhiêu? Em bán là 50.000 cho lô nghệ tâm này, thoải mái cô chú anh chị có một bó giò to đẹp luôn. Và sang bên này đây thì em có dòng lan hoàng thảo lông trắng. Lông trắng cô chú anh chị có thể thấy hiện tại cây đang bắt đầu lên những mầm chồi tơ mới như thế này. Đó. Và một cái dòng lan gọi là sưu tầm cho đủ các loại lan độc đáo và đẹp đấy ạ. Em bán những cây hoàng thảo lông trắng này với giá là 620.000 trong 1 kg. Em sẽ bán từ 0,2 kg. Bán từ 0,2 kg cô chú anh chị nhé. Đấy, cây thì nhìn như thế này như là gần như không có sự sống, nhưng cô chú anh chị yên tâm là về trồng nó sẽ lên ngay mầm nhé cô chú anh chị nhé. Hai lô sơn thủy tiên. Em gọi đây là lô số 1, hai dề tròn vo rất là xinh luôn, 60.000 ạ. Và bên này sẽ là lô số 2, cũng là hai dề. Hai dề này nó dài hơn cô chú anh chị nhé. Cũng là hai dề này và em cũng bán là 60.000 mỗi một lô như vậy để cô chú anh chị có một cái giò sơn thủy tiên đẹp rồi. Và bên này đây thì em có cái dòng lan Thái Helen. Mệnh danh là những nàng công chúa tóc vàng, hàng đặc hữu của vùng Cao Bằng, rất là dễ thuần dễ chăm. Helen 1 kg như vậy em bán 80.000, cô chú anh chị làm được ít nhất là 2 chậu mà cô chú anh chị về trồng ổn định là nó sẽ thời gian ngắn tới nữa là bắt đầu cho nụ cho hoa luôn rồi ạ. Và bên này sẽ là dòng lan nữ hoàng bóng đêm. Cái dòng này thì cho hoa quanh năm với những cái bông hoa trắng và hương thì rất là thơm. Em bán một chậu nhiều giả hành như vậy với giá là 80.000 cho một chậu. Một cái lô vanda rừng này, hoa thì rất là thơm của chú anh chị ạ. Em bán cái lô vanda rừng này đủ cô chú anh chị về làm một giò cho xanh vườn này. Và đặc biệt là khi mà nở hoa thì thơm ngát khắp cả không gian luôn ạ. Em bán cái dòng vanda này, lô vanda này với giá là, lô vanda này em xin phép được bán với giá là 40.000 nhé. Và sang bên này cô chú anh chị cùng nhìn cho em những cái bảng giả hạc Pháp đang đi ngọng cực kỳ là mướt và đẹp như thế này. Mỗi một bảng như thế này chắc chắn đến Tết tới cô chú anh chị sẽ có một cái suối hoa đẹp tuyệt vời nhé. Rơi vào 7-8 cái thân hoa trở lên, cây hiện tại đang đi ngọn. Có những cái ngọn nó đã dài đến khoảng tầm 40 cm rồi đấy cô chú anh chị. Đến Tết này nữa thì chắc chắn là cô chú anh chị sẽ có được những giò giả hạc Pháp rất là đẹp luôn. Mà cô chú anh chị ở chơi lan lâu thì chắc chắn là biết là những cây giả hạc Pháp này thì hoa nó vô cùng là tuyệt vời. Bởi vì trước đây là người ta vẫn bán theo thân đúng không ạ? Một thân có thể lên đến trên 100.000. Còn hiện tại nên là để khẳng định rằng là cái mặt bông của nó là một cái mặt bông rất là đẹp, cái giả hạc Pháp ạ. Hoa lại nở đúng thời điểm Tết nữa. Và một bảng như thế này em bán chỉ có 160 thôi cô chú anh chị nhé. Quá là xuất sắc và quá là rẻ luôn, em phải nói khẳng định là như vậy. Thì những cái bảng này 1-2 năm trước đây chắc chắn là không rơi dưới 700-800 cho một bảng đâu. Còn sang bên này đây thì em có những cái chậu gà dẹt này, khỏe và đẹp như thế này, nhiều mầm nhé. Với giá em bán là 190.000 cho một cái chậu gà dẹt. Và bên này sẽ là những cái dòng giả hạc Hawaii tím xưa. Giả hạc Hawaii tím xưa chậu thì rơi vào 4-5 thân trở lên cô chú anh chị ạ. Cây đang đi ngọn và dòng này thì hoa cũng nở vào đúng thời điểm Tết nhé. Những cái giò này thì đến Tết chắc chắn là cô chú anh chị cũng sẽ có một cái giò lan tím đẹp cũng như là thơm ngào ngạt luôn ạ. Với giá em bán chỉ có 150 cho một cái giò Hawaii tím xưa. Còn sang bên này sẽ là dòng giả Hawaii trắng xưa. Cô chú anh chị nhìn thấy cây đi ngọn vô cùng là tuyệt vời như vậy. Chậu cũng rơi vào 4-5 đầu ngọn trở lên nhé. Hawaii trắng xưa. Đó, em bán với giá là 150.000 cho một chậu thôi. Sang bên này đây sẽ là những cái giò đen đỗ úp mắt đen. Cô chú anh chị nhìn thấy là cây căng đẹp và mỡ màng như thế này ạ. Ngắm thân lá không đủ mê rồi. Và hoa của dòng này thì rất là bền, hoa nở đúng thời điểm Tết hoặc là đầu xuân nhé. Với giá em bán một chậu như thế này, 7, 8, 9 cái thân hoa trở lên với giá là 190 cho một chậu thôi. Và bên này sẽ là những cái chậu phi điệp cánh viền. Phi điệp cánh viền em bán với giá là 160 cho một chậu. Cái dòng phi điệp cánh viền này cô chú anh chị chơi lan lâu thì chắc biết rồi.
làm cái dòng lan mà đi dự nhiều cái hội triển lãm về hoa lan được dài cực kỳ là căng, một cái mặt bông rất là đẹp, cái dòng phi điệp cánh viền này ạ. Và sang bên này đây thì em có những cái chậu này, những cái chậu này thì em gọi là chậu, đây là những cái chậu giả hạc chấp Mỹ cô chú anh chị nhé, giả hạc chấp Mỹ. Bình thường thì một chậu hàng hoa Tết là rơi vào một thân ý, hàng hoa Tết rơi vào một thân ý thì là nó là rơi vào một thân là ít nhất là cũng 100.000 rồi. Thế ở đây hôm nay thì em có hai cặp đôi này em bán thanh lý nhé cô chú anh chị nhé, nên đăng lên mầm đẹp như vậy đấy cô chú anh chị về chăm nhé. Cái chậu này thì đây em bán hai cặp đôi, cặp đôi này là đang có một cặp đôi là đang một chậu đang ba mầm, một chậu một mầm em bán 100.000, và chậu bên này cũng vậy, một đôi ba mầm với một chậu một mầm em bán cũng 100.000 đó. Và sang bên này đây là cái cây trầm biên vàng, một cái mặt bông phải nói rằng là em chơi trầm cũng rất là nhiều, được ngắm cũng rất nhiều mặt bông trầm, nhưng mà để có được những cái chậu trầm có mặt bông đẹp như trầm biên vàng có lẽ là rất là ít cô chú chị ạ, gần như là em chưa thấy cái mặt bông nào đẹp hơn cái mặt bông của dòng trầm biên vàng, phải nói khẳng định là như vậy. Mặt bông của nó rất là đẹp, nở hoa rất là đều bông, mà bông hoa to, cánh bầu tròn, tím hồng rất là đẹp. Nếu như nó nở hoa trong vườn cô chú anh chị chắc chắn là nó sẽ nổi bật hơn bất kỳ cái loại lan nào khác luôn cô chú anh chị ạ. Một chậu trầm trầm lá biên, trầm biên vàng như vậy có hai thân, và em sẽ bán với giá là 150.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé, 150.000 cho một chậu trầm biên vàng như vậy. Và sang bên này là những cái chậu lan vũ nữ, hàng hiện tại đang nụ. Nếu như cô chú anh chị là những người đam mê cái mặt bông của dòng vũ nữ thì chắc chắn là đây là những cái mặt bông mà cô chú anh chị sẽ không thể bỏ qua. Cây dòng vũ nữ này đều là những cái cây vũ nữ mặt hoa độc đáo và rất là đẹp, và đặc biệt là cực kỳ là thơm, nở hoa quanh năm cô chú anh chị nhé. Trước tiên là vũ nữ sô cô la baby, cô chú anh chị biết là đây là một cái mặt bông rất là thơm và rất là đỏ đậm, cực kỳ là đẹp rồi đúng không ạ. Cây thì phân nhánh nụ hoa phân nhánh chi chít như thế này này đó. Một chậu thì đang có một nụ nhé, cô chú anh chị thấy là nó sẽ phân rất là nhiều nhánh và hoa đỏ rất là đậm ạ. Hiện tại thì một chậu đang có 3 giả hành và đang có một nụ hoa như vậy em bán với giá là 140.000. Sang bên này đây sẽ là dòng lan ngọc nữ. Dòng ngọc nữ thì với cái hoa tên là ngọc nữ, nhưng mà hoa thì lại là cánh hiện tại là đang có hai nụ nhé. Hoa tím rất là xinh đẹp luôn. Đấy, em bán cũng là 140.000 cho một chậu ngọc nữ này. Chậu đang có hai cái cần hoa và cũng sẽ phân rất là nhiều nhánh. Còn bên này đây sẽ là dòng lan tiểu thần tiên. Cái dòng tiểu thần tiên này thì hoa của nó là hoa trắng khá là lớn và cái hạt đỏ rất là đẹp nhé. Có điều đáng tiếc là hiện tại là cây này nó chưa có nụ ấy cô chú anh chị. Nhưng cô chú anh chị thấy lấy những cái chậu mà chưa có nụ thì về cô chú anh chị sẽ có một mùa hoa trọn vẹn nhất ạ. Tại vì cây này thì nó rất là dễ cho hoa thôi cô chú anh chị nhé. Em bán một cái chậu tiểu thần tiên như thế này với giá sẽ là cũng là 140.000 cô chú anh chị ạ, rất là nhiều giả hành và cây cực kỳ là khỏe luôn. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái cây lan hài mà rất là đẹp, độc đáo và đáng sưu tầm. Trước tiên là cái cây dòng hài mau die đỏ cô chú anh chị nhé. Dòng hài, cô chú anh chị chơi dòng hài thì độ bền phải, thứ nhất là về nói đến độ bền, thứ hai nữa là nói đến cái sự thanh thoát của nó rất là đẹp. Cái dòng lan hài em bán một cái chậu lan hài mau die đỏ này vì giá 200.000 cho một chậu. Còn bên này sẽ là mau die xanh. Chậu thì sẽ có ít nhất là hai thân của chú anh chị ạ. Đều là những cây đã trưởng thành trồng ổn định trong chậu như vậy. Giá em bán là 250.000 nhá. Xong bên này đây sẽ là một số dòng lan hài mà hôm nay em sẽ bán thanh lý. Em bán thanh lý nhá. Ở đây là cái chậu hài Lecochilium. Giá thị trường 250.000. Em ở đây bán 150.000 cho cô chú anh chị sưu tầm. Và bên này sẽ là dòng lan hài Vân Nam. Hài Vân Nam thì bình thường em bán là 160.000 trong một chậu đúng không ạ? Còn hàng hôm nay thì nó không còn hoa nên em sẽ bán để cô chú anh chị về chăm. Đợi hoa trong mùa tới em bán với giá chỉ có 120.000 trong một chậu lan Hài Vân này thôi. 120.000 thôi cô chú anh chị nhé. Hoa thì siêu bền luôn dòng hài ạ. Và bên này sẽ là những cái cây Thiên Nga. Em có dòng Thiên Nga xanh và Thiên Nga đỏ đỏ đốm cô chú anh chị nhé. Em bán đồng giá là 4.000 trong một cái chậu cây giống khỏe đẹp. Và sang bên này đây thì sẽ là cái cây một cái chậu kiều vuông cánh trắng đang lên rất là nhiều mầm, mà các chị thấy là mầm lên nú luôn như thế này đó. Thân mẹ thân con mập khỏe đẹp em bán 180.000 cho một chậu. Sang bên này đây thì em có cái chậu giả hạc Ono nhé, hoa của nó tím rất là đậm và đẹp. Giả hạc Ono với giá 90.000 cho một chậu này đó. Rất là nhiều mầm như vậy có 90.000 thôi nhé. Và sang bên này sẽ là những cái giò dáng hương tam bảo sắc.
Giáng hương tam bảo sắc thì chỉ cần hai nụ như vậy nở thôi là cô chú anh chị ra vào thưởng thức cái hoa của nó cũng cảm thấy là rất là đã rồi ạ. Hoa thì rất là thơm và dễ trồng dễ chăm. Hôm nay thì em sẽ bán còn vài chậu tam bảo sắc năng nụ hoa như vậy, em sẽ bán rẻ nốt để cô chú anh chị trồng sưu tầm cô chú anh chị nhé. Đấy. Cái chậu này em gọi là chậu tam bảo sắc số 1 đi ạ. Với giá em bán chỉ có 160.000, bình thường em bán 200-220 nhé. Cái bảng số 2 này cô chú anh chị này cũng cây cũng rất là khỏe đẹp. Đó, mất bao nhiêu công sức để trồng và chăm hiện tại ra rễ khỏe đẹp như vậy. Và bảng này thì em cũng bán với giá là 160.000 nhá. Cũng đang có nụ đấy ạ. Và cái bảng số 3 này cô chú anh chị, bảng số 3 tam bảo sắc số 3. Cây cũng đang có hai cần nụ như vậy, em bán là 150.000 nhá. Và sang bên này cũng là bảng tam bảo sắc số 4. Tam bảo sắc số 4 này em cũng bán là 150.000. Ở đây cũng đang có một cái vòi nụ như vậy, à hai cái vòi nụ đó. Mỗi người chậu lan là ít nhất là đang có hai cái cần hoa. Chỉ có 150 và 160 thôi cô chú anh chị về thưởng thức cái mùi thưởng thức mùi hương tuyệt vời của dòng giáng hương tam bảo sắc cho mùa tới này. Và tiếp sau bên này đây sẽ là rất là nhiều những cái mặt hàng lan đẹp mà hôm nay em đã chia ra theo từng hình, đặc biệt là những cái lô quế lan hương dòng lá xếp, những cái cây giáng hương đuôi cáo, những giò khủng chi chít đang nụ với giá yêu thương để cô chú anh chị có thể sưu tầm cho mình những cái giò lan đẹp nhất này cô chú anh chị này. Cái giò lan đẹp nhất và thưởng thức hoa mùa hoa tuyệt vời trong mùa tới này cô chú anh chị nhé. Trước tiên thì em giới thiệu đến cô chú anh chị sẽ là những cái hình quế lan hương hay còn gọi là quế trắng tháng 8, cái dòng lan đệ nhất hương. Đệ nhất hương với dòng lan phải nói là đáng chơi, đáng sưu tầm nhất mà được nhiều người săn tìm, có lẽ là nhiều người săn tìm sở hữu nhất trong tất cả cái dòng giáng hương cô chú anh chị ạ. Quế lan hương, quế trắng tháng 8 và chỉ cần chắc là khoảng tầm nửa tháng nữa thôi là cô chú anh chị sẽ thấy là cây sẽ bắt đầu là nhú nụ rồi. Đó, ở đây thì em có hai cái rễ quế lan hương, cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Cây này thì lá xếp bản lá to tròn rất là đẹp nhé cô chú anh chị nhé. Đây này. Đấy, lá xếp và một mẹ ba con ạ. Và bên này sẽ là một cái rễ nữa, cũng là lá rất là to, lá cây mẹ to xếp rụt này với cả một cây con. Cặp đôi này thì về cô chú anh chị lên một chậu là đẹp xuất sắc luôn ạ. Lên một chậu đẹp xuất sắc mà mùa này đang là mùa ghép quế quá đẹp cô chú anh chị nhé. Về trồng chỉ cây đang bắn rễ thì cũng đồng thời sẽ là cho nụ luôn ạ. Và cái hình quế lan hương số 1 này, hai rề đẻ hai rề này về cô chú anh chị là một chậu đẹp ngút ngàn luôn ạ. Em bán với giá là 520.000 cho cái hình này cô chú anh chị nhé. Cái chiều dài tính từ gốc trở lên 2 3 em nghĩ rằng khoảng 70-80 cm nhé, để cô chú anh chị tưởng tượng là nó cao và nó đẹp như thế nào ạ. Đó, cái cây này này cô chú anh chị này. Lúc đầu em định bán cái nhánh này riêng đấy ạ, nhưng mà em thấy là khi mà cô chú anh chị kết hợp với cây bên này nữa thì cô chú anh chị sẽ có một chậu đẹp, nên là em đã để kết hợp như vậy. 520 cho rễ số 1, hình số 1. Hình tiếp theo thì số 2 là mấy phần quế lan hương, mà ở đây có bao nhiêu cây ạ? 6 cây ạ. 6 cây cô chú anh chị nhé. 6 ngọn quế lan hương và có những cái ngọn xếp rụt này. Em bán với giá chỉ có 250.000 thôi là hình số 2 ạ. Đấy thì cô chú anh chị lấy hình nào, lựa chọn hình nào vừa giá, ưng mắt thì cô chú anh chị có thể sưu tầm cho mình những cây quế lan hương cho sân vườn nhé. Hình tiếp theo sẽ là hình số 3. Hình số 3 này có tất cả là 5 ngọn quế và em bán với giá là 240.000. Hình tiếp theo là hình số 4. Hình này thì em có 3 ngọn quế. 4 ngọn quế chứ cô chú anh chị. 4 ngọn này em bán với giá là 220.000 nhé. Và tiếp sau bên này đây sẽ là một cái hình số 5. Một lô quế giống hàng lá xếp cực kỳ là đẹp. 6 ngọn quế xếp đẹp như vậy. Hình này em bán với giá là 250.000 cho hình số 5. Hình tiếp theo sẽ là hình số 6 là 3 ngọn quế này. 3 ngọn quế này thì cái thế nó hơi cong và cô chú anh chị thấy là vừa rồi nó đã cho những cần hoa rất là dài. Năm tới chắc cũng không kém. Em bán cái hình số 6 này với giá là 240 cho 3 cái ngọn quế này. Về cô chú anh chị sẽ làm một cái giò cho mùa tháng 8 thơm ngào ngạt luôn cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây sẽ là hình số 7 ạ. Số 7 này em có tổng tất cả là 6 đầu ngọn quế. Với giá em bán là 250.000 cho hình này. Sang bên này sẽ là hình số 8. Hình số 8 này là có 16 ngọn quế giống ạ. 16 ngọn quế giống ở đây. Và cái hình này thì em xin phép được bán với giá là 190.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 9. Hình số 9 này có 6 ngọn cô chú anh chị nhé. Cũng là 6 ngọn quế ở đây. Em bán 200.000 cho hình số 6. Hình số 9 chứ. Và hình số 10. Hình số 10 thì có tất cả là 2 này, 4, 5 đầu ngọn. 5 đầu ngọn quế xếp đẹp như vậy. Hình này em bán với giá là 230.000. 230.000 cho hình này nhé. Tiếp theo sẽ là hình số 11.
Hình số 11 này cũng là 6 cây quế xếp ở đây ạ. 6 ngọn quế xếp ở đây em bán 230.000. Và sang hình tiếp theo, hình số 12 là 4 ngọn quế. À ở đây em có 3 ngọn quế thôi ạ. 3 ngọn quế thôi và cái hình này em bán là 200.000 này, với số tiền không có lớn đúng không ạ? Đấy, cô chú anh chị muốn lấy những cây VIP đẹp hơn thì nó sẽ cao hơn một chút xíu, còn những cái hình như thế này gọi là cũng kha khá rồi mà cũng rất là rẻ, cô chú anh chị có thể sưu tầm rồi nhá. Tiếp theo sẽ là hình 23 và hình này có 3 ngọn quế xếp như vậy. Hình này em bán với giá là 230.000. Hình tiếp là hình số 24, 3 ngọn quế xếp VIP cô chú anh chị nhá. Xếp rụt bản lá to thẳng. Cái chỗ này cô chú anh chị về ghép lũa hoặc là trồng chậu là có một cái chậu đỉnh đẹp luôn rồi nhá. Ngọn quế xếp rất là đẹp luôn nhỉ ạ. Ngọn quế 3 ngọn quế xếp cực kỳ là đẹp ở hình này, em bán với giá 300.000. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 15. 15 chỗ này là nguyên một rề ạ. Nguyên một rề bản lá to nhá cô chú anh chị nhá. Lá to tròn ngắn đẹp nhá cô chú anh chị nhá. Nguyên một cái rề như vậy em bán với giá là 260.000 cho cái rề này ạ. 260.000 nhá. Hàng chất lá đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Chất lá to và đẹp luôn. Sang hình tiếp theo sẽ là hình 16. Hình 16 này em có 3 đầu ngọn này. 3 đầu ngọn quế lớn và có cây thì bản lá rất là to. Thế là lá này chắc phải trên 4 cm cô chú anh chị ạ. Đấy. Thì 3 cái ngọn quế này thì em xin phép được bán với giá là 280.000. Tiếp theo đây sẽ là hình số 17 nhá. Hình số 17. Em bán cái hình này này, có một cái rề này này. Một rề này là một mẹ với cả 3 4 5 con ấy cô chú anh chị, bản lá cũng khá là to đẹp. Thêm một cái ngọn quế cong bên này nữa. Cái hình này em bán với giá là 200.000 và sang hình tiếp theo. Hình tiếp theo ở đây là cái hình số 18. Hình này có tổng tất cả là 10 ngọn quế. À 10 ngọn quế lớn nhỏ cô chú anh chị nhá. Hình này em bán với giá là 180.000. Đó. 180.000 cho hình này đấy ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 19. Hình 19 ạ. Hình 19 này cũng là 3 ngọn quế, dòng quế bản lá to, ngắn rụt đẹp nhá. Đấy ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em. Đó, cô chú anh chị nào mà chơi quế lâu, ngắm quế nhiều chắc là biết cây quế chất lá đẹp như thế này. Đây nhá, 3 cái ngọn quế đẹp như vậy. Hình này em bán 300.000 ạ. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 20. Hình số 20 này em có đây, cũng là một cái cặp đôi gồm có hai mẹ con quế, cô chú anh chị nhìn thấy là dòng lá xếp rụt bản lá to nhá. Lá xếp rụt bản lá to, bên này là cây một mẹ một con lớn, bên kia là một mẹ một con nhỏ. Về cô chú anh chị là một giò quá đẹp đúng không ạ? Một cái giò quế quá đẹp ở đây. Hình này em xin phép được bán với giá là 350.000 cho hình này. Sang hình tiếp theo là hình số 21. Hình số 21 là một cái rề 3 ngọn quế. Một rề 3 ngọn quế này. Ba anh em nhà quế bản lá ngắn này, tròn này. Cũng là xếp rụt này cô chú anh chị này. Và bên dưới kia là một cái dàn con. Dàn con đang mọc lên. Nói chung là dân vận chuyển, khai thác vận chuyển thì người ta không giữ được, nên là cũng bị hơi dập lá chân như vậy. Nên là cái hình này thì em sẽ bán với giá là 300.000 nhá. 300.000 cho hình 21 ạ. Hình tiếp theo hình 22 cũng là những cái ngọn quế siêu đẹp đấy ạ. Ba ngọn quế cực kỳ là đẹp ở đây này. Đấy. Ba ngọn quế chất lá, chất lá bóng và rất là đẹp ở đây ạ. Ba cái ngọn quế này em bán với giá là 290.000 cho hình số hình số 22 nhá. Hình tiếp theo sẽ là hình 23 là một cái ngọn quế nguyên bản sinh. Cái này thì cô chú anh chị về dưỡng sau này phát triển lên sẽ có một cái giò quế rất là đẹp. Em bán cái hình này với giá là 200.000 cho hình 23. Hình 24 là một cái rề quế mẹ con. Thế cực kỳ là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Một mẹ ôm lấy bao nhiêu con ạ? Một mẹ ôm 5 con cô chú anh chị nhá. Dòng quế xếp một mẹ ôm 5 con đẹp như thế này. Đấy, dòng nguyên bản ạ. Giò quế Lan Hương này em xin phép được bán với giá là 800.000 ạ. 800.000 cho giò quế này cô chú anh chị nhá. Đây cô chú anh chị nhìn kỹ cho em. Đấy. Một cây mẹ ôm lấy 5 cây con. Hàng lá xếp như vậy. Cây mẹ ở đây này rất là lớn luôn cô chú anh chị này. Về chỉ việc treo lên thôi ạ. 800.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 26. Hình 26 này là một mẹ hai con.
một ngọn mẹ hai con quế sinh này em bán với giá 250.000. Và hình số 27 cũng là cái giò quế nguyên bản này, một mẹ với hai con ạ. Một mẹ hai con ở đây cũng là dòng quế xếp rụt. Cây mẹ thì ở đây là người ta không giữ được ấy, nên là nó hơi bị dập, nên là nhìn nó có phần là xấu mã của chú anh chị nhé. Còn nếu mà nó không dập thì cái giò này nó sẽ rất là đẹp luôn. Đấy, một mẹ hai con. Một mẹ hai con ở đây hình này em bán với giá là 330.000. 330.000 cho hình quế này rất là đẹp ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 28. Hình 28 này là một cái ngọn quế này. Một cái ngọn quế này thì em xin phép được bán với giá là 150.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 29. Hình số 29 này là cũng là một mẹ với hai con ạ. Một ngọn mẹ quế mẹ với lại hai cây con ở đây cô chú anh chị nhá, xếp thẳng tắp luôn. Dạ. Cây mẹ thì chân hơi dài nhưng cây con gần như là lên là đã che phủ cho cái cây mẹ rồi. Đó, một mẹ hai con thẳng tắp ở đây. À, cây con ở đây thì em cũng xin nói kỹ hơn. Đó là nó có hơi khi mà vận chuyển trên rừng về nó có hơi gập một chút xíu, nhưng mà nó không chưa bị gãy cô chú anh chị nhá, nên là cây này thì vẫn phát triển được bình thường ạ. Không có ảnh hưởng ạ. Và cái hình này thì em xin phép được bán với giá chỉ có bao nhiêu ạ? Cái hình này thì em xin phép được bán với giá là 360.000 cho cái hình này nhé. 360.000 cho cái ngọn quế lan hương. À, một mẹ với hai con thẳng đứng ở đây. Một mẹ hai con. Đó. Và sang bên này đây sẽ là hình số 30. Hình số 30 là một mẹ một con rất là đẹp. Một mẹ một con rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Cái giò này thì em bán với giá là 290.000, nó cực kỳ là đẹp và cây không bỏ lá chân rất là đẹp nhá. 290 ạ. Hình 31, dáng hương đuôi cáo vùng Cao Bằng. Cái mùa đẹp nhất trong năm cô chú anh chị ghép dáng hương đuôi cáo. Cái lô cáo này thì em có đây, có 4 ngọn cáo lớn, à 5 ngọn cáo. Đây chỗ này là một rề, à 5 ngọn cáo tất cả cô chú anh chị ạ, bản lá to đẹp. Bóng 7 chọn lựa rất là kỹ như thế này và cái hình này em xin phép được bán với giá là 170.000. Nói chung ấy mùa này cô chú anh chị về ghép chỉ khoảng tầm 10 ngày cho đến 15 ngày là cây sẽ bám rễ luôn rồi cô chú anh chị nhé. Và đến cuối năm cô chú anh chị chắc chắn có giò quế, giò cáo thuần đẹp luôn rồi đấy ạ. Đấy, cái hình này cây khá là lớn, 5 cây với giá chỉ có 170.000 ạ. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 32. Lô này có đến 8 cây cô chú anh chị nhé. 8 cây này em chỉ bán có 160.000, tức là mỗi một cây có chỉ rơi vào 20.000 và cây cũng khá là lớn. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 33. Cũng là một cái lô cáo cây khá lớn ở đây. 4 cây cáo cây lớn nhá, 4 cây cáo lớn ở đây ạ. 4 cây cáo lớn này em bán với giá chỉ có 150.000. Đấy, 150.000 cho hình dáng hương đuôi cáo này cô chú anh chị nhìn kỹ cho em. Trong lô này là có tất cả là 4 cây như vậy. Cây lớn nhá cô chú anh chị nhá, 4 cây cáo lớn ạ. Và nếu như cô chú anh chị nào mà vẫn cảm thấy là mình chưa đủ tự tin thì lấy hàng thuần cho em. Đấy, một cái chậu cáo này về cô chú anh chị chơi mùa hoa đẹp luôn. Hai ngọn cáo đang có nụ vươn rất là khỏe, đẹp ở đây ạ. Cái giò cáo này em bán với giá là 230.000 cô chú anh chị nhé. Đang có hai nụ về cô chú anh chị thưởng thức mùa hoa trọn vẹn cho năm tới này. À, cho mùa tới này ạ. À, sang hình tiếp theo sẽ là hình số 35. 35 là một cái trụ cáo mà dân người ta ghép toàn là những cây cáo xếp ạ. Cô chú anh chị nhìn thấy này, toàn những cây cáo xếp thôi. Chỗ này là một mẹ một con, bên dưới này cũng là một mẹ một con đang có một nụ ở đây. Đó, toàn có bao nhiêu cây đây? 2 cây, 4 cây, 5, 6. Bên này là có một thêm một phần 3 ngọn cẩm báo nữa. Đấy, 3 ngọn cẩm báo thêm 2 ngọn cẩm báo nhỏ nhỏ ở đây nữa. Đấy, riêng giò này cô chú anh chị có luôn hai cái loại lan như vậy. Cũng đang có một cái ngọn mầm hoa, nụ hoa rất là đẹp ở kia. Đấy, toàn bộ đều là những cái cây xếp thẳng đẹp như thế này. Em bán cái giò này với giá là 350.000 nhé. À, cho hình 35 là 350.000. Một cái giò cáo cực kỳ là đẹp như thế này. Đấy, cái gỗ thì gỗ này thì cũng rất là nhẹ thôi cô chú anh chị nhé. Khi mà đóng đi thì cũng khá là nhẹ cước thôi. Rất là nhẹ cước thôi bởi vì dài nhưng mà nó nhẹ cô chú anh chị. Tiếp theo sẽ là hình số 36. Hình số 36 này là có tất cả bao nhiêu ngọn cáo đây. Bên này chỗ bên này là có một mẹ với lại mấy con này cô chú anh chị này. Cây đang có nụ dài tít tắp luôn này. Bên này là cũng đang có một cái cây ở đây này. Trên này cái hàng này ấy thì dân người ta treo ở ngoài nắng ấy cô chú anh chị ạ. Người ta không cho vào nhà ấy.
Nên là khi mà cứ đến mùa nắng là nó bị cháy lá đi như thế này này. Đấy, một vài lá nó bị cháy đi. Hiện tại thì cái giò này em thấy là đang có hai cái nụ hoa cực kỳ là dài. Hai ngọn hoa, có ba ngồng hoa đấy ạ. Nhưng mà nó bị gãy mất một cái ngồng hoa rồi. Đấy. Nên là hiện tại là còn có hai ngồng hoa để cô chú anh chị chơi nhá. Chậu này thì rơi vào cây mẹ cây con cũng 6 cây gì đó. Giò này em bán với giá là 220.000. Cái giá thể của nó thì cũng khá hơi mục rồi cô chú anh chị này. Đó. Để cô chú anh chị chăm chắc chắn là sang năm sẽ xanh mướt trở lại thôi. Đó. Hình tiếp theo sẽ là hình số 37. Hình số 37 là một cặp đôi mẹ con. Cần hoa dài tít luôn cô chú anh chị. Em bán giò này với giá là 180.000 này. Cái này thì dân người ta vận chuyển ở trên rừng về không giữ được nên là bị dập mất một cái lá. Lá rất là to đấy ạ. Đó, 180.000, 180 cho hình 37, hình 38. Một ngọn cáo duy nhất em bán 80.000. Và hình tiếp theo hình 39. Cái giò cáo xếp siêu nụ. Ôi, gãy mất một cái nụ ở đây à. 2, 4, 5 cần hoa. Bị gãy mất 16 cần hoa nhưng bị gãy mất một cái cần hoa rồi. 5 cần hoa này đủ cho một mùa hoa đẹp chưa ạ? 5 cần hoa đủ cho một mùa hoa đẹp. Mà cây cáo thì rất là khỏe luôn. Như cây này bản lá về cô chú anh chị chăm được chắc chắn là phải rơi ít nhất là 5 sen cô chú anh chị ạ. Về cô chú anh chị chăm được nữa phải rơi ít nhất là 5 sen. Đấy, giò cáo chỗ này hình như nó đâu là nó nguyên một dề ấy, cô chú anh chị không biết là nó nguyên một dề không. Đấy, nó mọc như vậy này. Rất là đẹp. Vái giày này thì em xin phép được bán với giá là 480.000 cho cái giò dáng hương đuôi cáo này nhé. Sang hình tiếp theo sẽ là hình 40. 40 là cây cáo bản lá to tròn mít luôn ạ. Cái giò này là cây mẹ con này. Nói chung là đây là cái cây cáo mà nó rất là đẹp của vườn nhà em ấy. Nhưng mà rất là tiếc là mình không giữ được ấy, không trồng chăm, không chăm được. Nên là bị lỗi ngọn đi. Nhưng mà bị lỗi ngọn đi cô chú anh chị thấy này. Nụ của nó vẫn rất là to dài như vậy ạ. Đấy, hiện tại em mọc lên hai cây con, một cây con bên kia đang nụ đẹp nhá. Cái giò này em cũng bán là 180.000. 180.000 cho giò này. Tiếp theo sẽ là hình số 41. Cái chậu này đang có hai nụ đẹp tuyệt vời luôn ạ. Chậu này em bán với giá 220.000 cho chậu này nhá. 220.000 ạ. Chậu cáo thuần. Và tiếp theo sẽ là hình số 42. 42 thì là giò cáo 4 ngọn. Đang có một cái nụ ở đây. Em bán giò này với giá là 230.000. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 43. 43 ở đây là có đây. Có hai nụ hoa. Có ba cây cáo thì trong đó là có hai nụ hoa, có một cái ngọn lớn ở giữa này đang bị lỗi ngọn, cô chú anh chị về đợi cây mới giúp em. Cái giò này em bán là 180.000 nhá. Ngắm mùa hoa này không cũng thích rồi. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 44. 44 chậu này có tất cả là 3 cây. 3 cây và 2 cần hoa như thế này. Đây 2 cây đẹp thêm mấy cây này thì cây này bị hỏng ngọn mất rồi. Ở tính cho là 2 cây đẹp đi. Giò này em bán với giá là 200.000. Sang hình tiếp theo là một cái em chân dài. Một chị chân dài với các con ở đây. Đấy, chị chân dài cần hoa cũng rất là dài luôn à. Cái giò này thì trước đây nó cũng là nguyên một cái dề hàng cáo đẹp của nhà em ấy. Nhưng mà cũng đấy, cũng bị hỏng ngọn như này này cô chú anh chị này. Cái giò này thì em bán với giá là 180.000 nhá, chú anh chị nhá. Mà sang bên này sẽ là một cái giò cáo rất là khủng, rất là xum xuê, không biết là bao nhiêu đầu ngọn ở đây. Cây này cây ngô đồng không tính nhá, rất là nhiều cần nụ ở đây này cô chú anh chị này. Đây em quay xa cô chú anh chị nhìn thấy. Đây này là một mẹ hai con này. Chỗ riêng bên này là một mẹ hai con, bên này là cây mẹ cây con mọc lên chi chít luôn này. Này về cô chú anh chị trồng đến sang năm một giò khủng luôn. Đây ạ, một giò rất là đẹp như vậy nhá. Cái giò này em bán với giá là 490.000. 490.000 em đếm xem bao nhiêu cây to nhá. Một cây to 2 3 4 5 6 7 8 cây to, trong đó một số cây con mọc lên em chưa tính. Đó, thì em bán với giá chỉ có 490. Tức là mỗi một cây cũng chưa đến mỗi một cây chỉ 5-60.000 thôi đúng không ạ? Đấy, một cái giò cáo trồng thuần đẹp tươi mướt như vậy. Với giá là, xin nhắc lại là 490.000 cho giò rất là khủng này. Cái này thì nguyên bản ở rừng về, nhưng mà cái phần gỗ thì cũng hơi mục nhá, cô chú anh chị nhá. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 47.
Giò 47 này thì hiện tại là em đang có cái cây này này. Nó gỗ nóng mục nên là bị đổ xuống cô chú anh chị. Nên là cái chỗ mà bị đổ xuống nó nằm dạp sát đất nên là nó không có nụ hoa. Còn cái chỗ này thì nó vươn thấy nhiều cái nắng hơn ấy. Nên là có bên này là có cái nụ hoa này cô chú anh chị này. Cái giò này thì cũng rất nhiều cây luôn, sum xuê như vậy đấy ạ. Em bán cái giò này với giá chỉ có 300.000 này. 300.000 cô chú anh chị nhá. Tiếp theo là mối dề thông đất 48, mối dề thông đất khổng lồ. Với giá em bán là 300.000, mối dề nhỏ hơn này em bán với giá là 40.000. Và bên này sẽ là cái hình vạch đỏ. Lô vạch đỏ này em bán với giá là 90.000. Và 49 xoắn. Xoắn này với giá là 160.000, lô xoắn này 50 chứ, xoắn chứ. 160.000 và 51 là 180. 52 dề này rất là đẹp luôn, em bán với giá 280. Và 53, cái chỗ này là 150 nhá. Và 54 là một cái cặp đôi, hai cái ngọn giáng hương tam bảo sắc to, rất là to, bản lá cực kỳ là to này, ngọn này này. Ngọn bên này là ngọn mẹ con nữa. Đấy, giò này thôi, chỉ cần hai ngọn này thôi là cô chú anh chị có một cái giò lan cực đẹp rồi. Em bán là 110.000 cho hai ngọn này. Bên này là ba ngọn của tam bảo sắc rất là dài mà tiếc là bị gãy ngọn nhá. Gãy ngọn cô chú anh chị về trồng chờ đợi trong mùa sau thôi. Nó lên ngọn mới cũng không có xấu đi đâu cô chú anh chị ạ. Em bán có 70.000 thôi ạ. Sang hình tiếp theo sẽ là hình 56. Cái chỗ này có ba ngọn tam bảo sắc rất là dài đẹp. Để mà săn được những cây tam bảo sắc xếp mà lại dài đẹp như vậy thì rất là khó cô chú anh chị nhá. Như cây này vừa rồi 4 cần hoa luôn. Cái hình này em bán với giá là bao nhiêu ạ? 150.000 cho hình này. Sang hình tiếp theo, một cái cây đai châu 58, 130. Cây rất là vip, 59. 59 này 4 cây đai châu, 2 cây lớn, 2 cây nhỏ. Cô chú anh chị về tạo thế đẹp này. 200.000 cho hình 200.000 đâu? 180.000 cho hình này. Và sang hình tiếp theo hình 60. 170 cho hai cây châu này và hình 61. 180 cho cái bảng chúc Phật bà này. Và hình 62, 150.000 cho bảng chúc Phật bà này. Bên này là những cái cây HO. Hàng chuẩn ươm kia ạ. HO 54 HO số 1 với giá là 150.000 đang đi ngọn cực đẹp nhá. HO số 2 cũng là 450.000, HO số 3 450 và HO số 4 cũng là 450. Phú Thọ số 1 này giá 150 thôi ạ, hàng ươm kỳ nhé. Phú Thọ số 2 220, Phú Thọ số 3 giá là 150. Bên này thì em có vỏ thông này, đủ size nhé, 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn luôn. Đồng giá 20.000 trong kg và rêu rừng giá là 50.000 trong kg. Giớn vụn một cái giá thể chống lan tuyệt vời 4.000 trong kg. Rất nhiều chế phẩm ở đây, Atotic 10.000 trong một gói, Duy Xanh 50.000, Duy Đỏ 60.000, Hùng Nguyễn 25.000 trong một lọ, 50.000 trong một cặp B1 Thái. À đâu, dưỡng chất AB 85.000 trong một lọ. B1 Thái với giá là 40.000 trong một lọ này. B12 giải độc cho cây với giá là 30.000 trong một lọ nhé. Điền da Mỹ Tiến 40.000, điền da sẹo đen sẽ là 50.000. Ba loại phân bón siêu dơ dễ N3M 30.000 trong một lọ. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát với giá 30.000 trong một lọ. Ba loại phân bón lá đồng giá là 35.000 trong một lọ này. Cát tan đặc trị thối nhũn 35.000 trong một lọ nhé. Kinkin Boom cũng là dòng đặc trị thối nhũn 25.000 trong một gói. Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm. Em bán với giá Chicho Đề Ma cái loại gói 100g ở đâu hôm nay lại quên mất hết rồi, không nhớ mang ra rồi. Em bán là có 15.000 thôi và một túi như vậy là 1 kg em bán 50.000 nhá. Và một cái hộp như vậy là 1 kg với giá 130, phân bón dạng túi lọc với giá là 20.000 cho 35.000 cho một túi với 20 túi lọc bên trong. 30.000 cho một hộp, 35.000 cho một hộp với 20 túi lọc bên trong. Và bên này sẽ là dây buộc lan chiều dài 100m với 35.000 cho một cuộn và phân bón chuẩn tuế nguyên chất. Hôm nay cũng quên mất không nhớ mang ra rồi. Với giá 35.000 và bên này là phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh. Giá 35.000 trong cái túi như vậy và có cả dịch chuối, đỗ tương và phân châu. Phân bón dinh dưỡng này có cả dịch chuối và đỗ tương ở trong đó cô chú anh chị nhé. Cái sản phẩm cung cấp hết sức là cái giá trị dinh dưỡng hết sức là tuyệt vời đối với cây ạ. Bên này vẫn có sản phẩm, em vẫn có cái sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng với giá là 40.000 trong một lọ. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có và cảm ơn cô chú anh chị.